Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Ngô Phương KDX, kênh chia sẻ những kinh nghiệm thực tế về sữa điện tử ha. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một số món đồ mà mình đã mua từ trang mạng Banggood nè các bạn, này hỗ trợ cho mình việc mình sửa đồ á. Đây có hai gói nè, đó nó gửi cho mình ha, cũng cũng khoảng mười mấy ngày đó. Rồi thì bây giờ mình tiến hành tháo ra xem coi ở bên trong nè là gửi cái gì. Thường là mình gửi lâu quá mình nhớ mình mãi một hai món à. Đây là những cái món đồ mà hỗ trợ cho mình làm sửa hàng ngày đó các bạn. À đây hết rồi, đây đây là mấy con led nè các bạn, con led để mình chế đèn đồ đó. Này đó, thông số nó đó là 100 bóng ha. Bo sạc dự phòng nữa các bạn đó, mấy cái bo đấy mình chỉ về mình chế cái hộp rồi mình để pin vô mình xài thôi. Này đó, có một nút mở nguồn. Thì có nhiều bạn hỏi mình là cái mấy cái bo này nè em mua ở đâu, thì cái trang Banggood này có hết đó các bạn. À cái này cũng vậy luôn, Iran à, không khác gì chứ. Mình đặt mua ba bo rồi. Tới cái này là cái gì đây? Cái motor các bạn, motor này là motor giảm tốc nè, đó motor giảm tốc nhỏ xíu là đẹp lắm đó. Bánh răng bằng kim loại luôn nha, chứ không phải bằng mũ ha. Nè đó, mấy cái bánh răng của nó là bằng kim loại luôn. Ở đây thì mình có 5 cái đó, mình gửi mua 5 cái nè, về mình chế cháo đồ chơi vậy đó. Rồi bây giờ mình test thử coi nó chạy sao ha. Đây nè đó, rất là mạnh đó các bạn, nó mạnh lắm, chế khoan chế gì là ok luôn. Đó lắm là không được luôn nè. Đó nè, rất là mạnh ha, để chế đồ này kia đồ, mình chế mấy cái khoan nhỏ nhỏ mini đồ chơi. Rồi tới cái phần này mấy con led này nó sổ ra nè, đó nó là như vậy nè các bạn, mặt trên nè mặt dưới nè. Rồi tới phần này ha, đây đây là mấy con điện trở mà mình gửi mua nữa các bạn. Cái bọc này là nó nhiều lắm, khoảng 3.000 con á, mà nó đủ loại giá trị cho các bạn, đủ các loại giá trị cho nè. Nó 100 nè, 200 nè, đó đủ giá trị cho các bạn chế cháo ha. Nè 1 ký nè, nó 51 ký nữa nè. Này đó 100 200 ôm nè, 5 dòng màu hết nha các bạn, 10 kg nè, đó 10 ôm nè, 510 ôm nè các bạn, đó đủ loại luôn nha, 470 ôm, 270 ôm, 3 kg 3, mỗi một chỉ là 20 con các bạn, 5 kg 1, 4 kg 7, 150 ôm, 680 ôm, 6 kg 8,
330 ohm, đủ các loại giá trị luôn các bạn. Nè, 220 ohm nè. 22 ohm. 47 ohm. 47 kg. 1 kg. 2 kg 2 nè. 68 kg. 20 kg. 51 kg. Này 51 kg nè. Này 220 kg nè. 680 kg nè. 470 kg nè. 300 kg nè. 100 kg nè. 1 mê nè. Này 2 kg nè. 1 mê nè. Đó. Đủ tất cả các giá trị cho mình ha. Rồi còn đây nữa. Nhớ các bạn, 220 nè. 510. Này là ôm ha. 100 ôm nè. 330 nè. 10 ôm nè. 68, 220. 6,8. 20 kg. 47 kg. 4,7 kg. 5,1 kg. Tàu đủ thứ luôn nè. 150 ôm. 100 kg. 680 ôm. 1 mê. 3 kg 3. 47 kg. 51 kg. 680 kg. Có đủ tất cả giá trị luôn ha. Thì ở đây nhiều khi mình làm á, nó có một hai con điện trở mà mình bỏ thời gian để mình kiếm lâu á. Bây giờ mình đặt một lần như vậy là nó đủ hết rồi, mình kiếm ở trên đây cho nó mau ha các bạn. Đây thì mấy cái link linh kiện á, mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video cho các bạn xem tham khảo ha. Mình vô mình xem để mình tham khảo chơi. Ở đây còn nữa nè các bạn, ở đây còn ba bọc nữa nè. Bỏ cái này ra một bên đi. Đây đó. Đủ giá trị hết. Đây. Đó. Một bọc như vậy là nó có đủ loại hết rồi, mình phân ra các bạn. Mình phân ra, ví dụ như cái con 150 ohm nè là 5 bọc của mình á là mình được 100 con nữa các bạn. Đó. Rồi, đây dẹp qua bên đi. Này cũng vậy luôn, nó cũng y rang luôn, mấy cái giá trị nó cũng giống hệt luôn các bạn. Đó, để lát mình lựa ra cái con nào giống mình lựa ra, con nào ra con nấy. Rồi cuối cùng là cái này. Đây các bạn nhìn hình là cũng biết rồi ha. Đó. Rồi tháo ra. Đây. Sách hướng dẫn sử dụng nữa các bạn. Tiếng Anh không? Rồi bây giờ tháo ra. Đây cái chân máy nè. Đây máy nè. Sạc nè các bạn. Còn gì nữa không? Rồi hết chưa? Đây. Kéo lên. Cái chân nó có keo nữa các bạn. Mình lột ra mình dán cho nó đứng cố định lên ha. Đó bây giờ mình lột ra mình dán ha. Chùi cái mặt nó cho nó sạch trước đi. Đó. Giờ mở nguồn lên nè. Đó. Thì ở đây là nó có cái bộ để nó kẹp theo, nó sạc cho mình luôn nè các bạn. Cái nút này là mình chỉnh zoom lớn nhỏ đó các bạn. Đây nó có chỉ nè. Nó chỉ mà tiếng Anh không à. Để nghiên cứu sao ha. Đó, có cái cổng cắm thẻ nhớ nữa các bạn. À, dán gỡ muốn không lên luôn. Đây, nó có cái cổng cắm thẻ nhớ nè. Đó. Có ghi nè. Có 1 GB tới 64 GB luôn. Cổng số 1 này là DC 5V 2A là này là sạc rồi. Đây, nút reset các bạn. À, cái nút reset nữa nè. Rồi, bây giờ mở lên mình nghiên cứu thử ha. Anh em nào mà xài đồ nhỏ đó, ví dụ như sửa điện thoại rồi đó, mình có cái này nó hỗ trợ cũng êm lắm. Đó, rồi, bây giờ mở lên ha. Đó. Rồi lấy cái hình này nè.
Bây giờ mình coi thử cái hình này ha. Coi thử cái hình này có nó bự làm sao. Đó nè các bạn. Cho nó rõ lại á. Đây. Rồi bây giờ đi lấy con điện trở nè. Dụ con điện trở nè. Đó. Mình zoom cho nó rõ nét lại nè. Tại để ở đây nó khuất cái ánh đèn đó các bạn. Nó khuất cái ánh đèn rồi nè. Mình nhìn mình thấy không rõ đó. Đó. Nè. Giờ ngước lên ha. Rồi thì lấy cái một cái dĩ men điện thoại hoặc cái men đây. Kiếm cái men nguồn này đi. Đây nè các bạn. Đó. Đó, mình nhìn mình thấy hết linh kiện luôn ha. Dễ sửa nữa. Đó, mình chỉnh cho nó nét lại là ngay cái nút này. Đó, mờ nè. Nét lại nè. Đó, ok ha. Có cái này sửa rồi khỏi mất công mà khòm xuống nữa. Tại vì sửa mình cũng có sửa mấy cái điện thoại á. Đó, bởi vì cái phần mà mấy cái nhỏ đó mình nhìn mình không có thấy rõ. Mình xài cái kính lúp nhỏ vậy nè, khó thấy lắm. Đó, rồi, ok, sách hướng dẫn sử dụng đây. À, cái chân này mình xài thời gian nó bị dơ các bạn, mình lấy nước mình rửa là mình xài tiếp được ha, chứ không phải xài một hai lần là bỏ thôi ha. Rồi, giờ test thử sạc ha. 5V 2A. Bây giờ mình gắn vô thử ha. Có chế độ quay video lại luôn nữa các bạn. Đó, báo sạc nè. Rồi, thì vừa qua thì mình cũng đã giới thiệu với các bạn mấy cái món linh kiện mà mình mua để mà trợ giúp cho cái việc mà mình sửa đồ này kia ha. Đây. Motor nè. Motor này thì mình chế mấy cái khoang mini á. À, motor nè. Rồi, cái miếng bọc rồi dán ngược lại đi. Để như đừng có dính nữa. Đó. Đây. Phần motor nè. Điện trở nè. Có 5 bọc. Đó. Ok ha. Rồi, cái này thì nếu như mà các bạn nào cần thì xuống cái link mình có để ở dưới á để các bạn có thể tự đặt hàng mua ha. Vừa qua mình cũng đã chia sẻ với các bạn vài món linh kiện mà mình đã đặt từ trên cái trang mạng Banggood đó các bạn. Thì nếu như các bạn cần cái món nào thì cứ vào đó để mà mình đặt mua ha, nó cũng dễ lắm. Chỉ cần mình điền đầy đủ thông tin rồi xong rồi nó sẽ gửi về cho mình thôi. Rồi, nếu như thấy video bổ ích thì các bạn bấm like, share và đăng ký kênh ha để nhận nhiều video mới hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.